Reading deliberately. 3 pages per day. 3 time for 3 pages. Daily read the entire 3 pages to get the overall pictures of the segment. Cứ đọc hết toàn bộ 3 trang để mà mình xem coi là dựa theo hình ảnh luôn ha. Dựa theo những cái hình ảnh minh họa, illustrations, để mà mình đoán xem là cái phân đoạn truyện nó đang nói về cái gì. The second time, read and highlight difficult vocabulary and then discuss to each other or search by yourself the meaning of vocabulary or phrases. The third time, read and evaluate how many percentages of comprehension. Chúng ta sẽ cùng đọc và check cái phần trăm mà mình hiểu cái nội dung đó thông qua là trả lời câu hỏi ha. Và sau đó thì tham khảo một số cái câu hỏi câu trả lời ở theo cái slide này của mình. Since my family couldn't settle on anything, I suggested we all go on our own holidays and do a slideshow of everyone's trips when we get back. Mom said the whole point of being on a family holiday is to do things together. She says that one day, us kids are gonna go our separate ways, and time's running out to make happy memories as a family. But believe me, for this family to make happy memories together, it's gonna be take a miracle. Monday, we finally figured out a way we could afford to go on a family holiday this summer. On Saturday night, my great-grandmother gave me corn, Dad, and asked if he could get rid of Uncle Gary's camper van, which has been parked in her driveway for the past 2 years. Apparently, Uncle Gary ran off to work as a rodeo clown, and she doesn't think he's coming back anytime soon. At first, Dad was mad because he always cleaning up Uncle Gary's messes, but Mom said the camper van was the solution to our holiday problems. Mom said the reason holidays are so expensive because staying in hotels and eating at restaurants costs a lot of money. She said the camper van would take care of both those things. Then Dad started getting excited. He said we could hit the open road and stop for the night whenever we felt like it. And we could cook for ourselves too. All I know is me and my brothers were so happy for the chance to get out of Grandma's basement that we probably would have agreed to anything. Rồi, cái phần mà đọc trước 3 trang nó quan trọng khi mà mình có thể đọc theo cái đúng cái tốc độ của mình ha, nhanh hoặc là chậm, hoặc là tùy vào cái tốc độ mà mình mong muốn, hoặc là mình muốn dừng lại ở cái câu nào lâu hơn để mà mình đọc nó kỹ hơn vì mình vẫn chưa hiểu cái câu đó ha. 3 trang lượt đọc đầu tiên là đọc theo đúng cái tốc độ mà mình mong muốn và cảm nhận 3 cái trang sách thông qua câu từ cũng như là hình ảnh. Rồi, mình sẽ qua cái lượt đọc thứ hai là vừa đọc và vừa ra từ cũng như là thảo luận về từ vựng ha. Since my family couldn't settle on anything, I suggested we go on our own holiday. Ha. Settle on nó sẽ khác với settle down. Settle down mọi người chắc cũng nghe đã từng nghe qua ha. Settle down có nghĩa là mình cố định lại một nơi á, mình không có còn lông bông lang thang nữa. Settle down thường là sẽ nói về những cái trường hợp là lập gia đình ha. Còn cái settle on này nè có nghĩa là đồng ý với nhau, agree ha. Vì, since là vì, gia đình là không có ai đồng ý với ai hết.
Nên là since Saturn down, nên là suggest we all go on our own holidays. I suggested là tôi đề nghị. Greg nó đề nghị. Suggested. Đây ha, có một cái ông đề nghị cái ông kia, một ông ấy thì nói là ôi cái ý tưởng của tôi bị banh rồi hay gì đó, bị lủng lỗ rồi, mất tiêu ý tưởng rồi. Thì một cái ông khác là ông nói là vá nó lại rồi dùng một cái công cụ nào đó để mà bơm nó lên ha. Đó là cái suggest, là cái đề xuất. Thì suggestion là lời đề nghị, đề xuất. Còn cái suggest này á, là động từ, là tôi đề xuất, đề ra cái ý kiến, nêu ra cái quan điểm. Slideshow. Slideshow thì là dạng giống như là mình sẽ trình chiếu những cái thông tin lên trên cái bảng. Thường là người ta sẽ sử dụng projector để mà trình chiếu như vậy ha. Ý của Greg ở đây là mỗi người cứ đi chơi đi, ai thích chơi chỗ nào thì cứ đi chơi chỗ đó, không cần phải dính vô nhau ha. Rồi sau cái chuyến đi đó thì mọi người sẽ làm cái slideshow, là trình bày về cái chia sẻ về cái chuyến đi của mình ha. Như vậy thì mỗi người đều có thể tận hưởng được cái niềm vui của riêng bản thân, đúng không? Ý của Greg là vậy. Rồi, time's running out. She says one day us kids are gonna go our separate ways. Một ngày nào đó mẹ nói á, là một ngày nào đó thì mấy đứa con trong gia đình á, nó sẽ tách rời ra và nó sẽ đi những cái con đường riêng, separate ways. Nên là time's running out. Cái thời gian nó không còn nhiều nữa ha. Thời gian nó đang trôi đi rất là nhanh rồi. Thời gian mà để mà đi chơi với nhau á, nó không có còn nhiều dồi dào nữa. Nó running out rồi, nó dần cạn kiệt ha. Running out. Nó càng ngày nó càng mất đi. Running out. Time's running out. Mình cũng có thể là dùng cái run out để nói về một cái gì đó nó mất đi. Ví dụ như là the food is running out. Thực phẩm đang dần bị kiệt quệ rồi nha. Hay gì? Ví dụ như là trong cái thời gian mà đại dịch á, thì mình mua thực phẩm về rồi mình ăn dần, mình không có được đi ra ngoài ha. Khi mà nó running out, nó bắt đầu là hết dần rồi thì mình sẽ phải đi mua tiếp hay gì đó. Memories. Ký ức, kỷ niệm. Cái cô bà mẹ nè, bà nhìn ra ngoài cửa thì ở ngoài cửa đó là cái, đây là cái tranh biếm họa của COVID, Corona thì phải ha, cái đại dịch pandemic vừa rồi đó. Thì nhìn thì luyến tiếc là nhớ lại cái khoảng thời gian mà được đi mua sắm với bạn bè nè, vui vẻ nè. Còn cái ông bố thì được đi gặp đối tác, được làm ăn, làm việc, kiếm ra tiền. Con chó thì nó cũng buồn tại vì nó nhớ lại là cái ký ức là nó được chơi ở ngoài công viên, được đuổi theo mấy cái cây gậy hoặc là trái banh. Còn em bé này thì em bé gái thì nhớ là được đi tắm biển, vui quá trời vui luôn ha. Đó, tất cả những cái đó nó chỉ là ký ức trong cái thời gian mà bị giam lỏng ở trong nhà thôi. Memories là ký ức. Số nhiều, số ít là memory, với cái letter Y ở phía cuối, cái chữ Y ở phía cuối. Miracle. Miracle là phép màu. Đây là một cô tiên, a fairy. Và những cô tiên thì thường tạo ra phép màu. Miracle. Miracle, phép màu. For this family to make happy memories together, it's gonna take a miracle. Ý nó nói là gia đình của nó mà tạo ra được phép màu cùng với nhau á hả? Nó nói một cách rất là mỉa mai, một cái giọng điệu rất là mỉa mai, là phải cần có phép màu mới 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 làm được vậy.
is like a miracle. Figure out. Ok, cái chữ figure out này là mọi người cũng nhớ rồi ha, mình học cũng nhiều lần rồi. Figure out. Rồi, ở đây mình phát âm là doubt, figured. Tại vì một số cái nguyên tắc mà thêm ed ở sau động từ ở thì quá khứ đó, thì cái chữ này figured nó sẽ phát âm là âm d. Figured out. Chứ nó không phải là hiện tại nữa mà mình sẽ đọc là figure out ha. Rồi, nhận ra, nhận thấy ha. Mình đang suy nghĩ và mình chợt bừng tỉnh, mình nhận thấy một điều gì đó. Figure out. Get rid of là thoát khỏi ha. Chạy trốn khỏi. Get rid of cái gì đó, hoặc là tống khứ đi. Ví dụ như ở đây, how to get rid of pimples on nose. Làm sao để mà tống khứ đi những cái mụn đầu đen này đây, ở trên mũi á. Đó, thì cái cách mà người ta hướng dẫn là thoa kem lên xong rồi rửa mặt sạch. Get rid of, tống khứ hoặc khỏi, hoặc là thoát khỏi. Nếu mà mình nói là tống, mình hiểu theo nghĩa là tống khứ khỏi có nghĩa là mình đang ở một cái thế chủ động. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là thoát khỏi thì mình đang ở cái thế là nạn nhân, bị động, và mình muốn có ai đó giúp mình thoát khỏi cái vấn đề đó thì đều được ha. Get rid of. Và tùy vào cái tông giọng khi mà mình sử dụng thì người ta sẽ hiểu được là mình đang là muốn là bứt phá ra khỏi cái đó, hay là mình đang muốn là than thở là mình là cái nạn nhân và mình đang cần được giúp đỡ hay gì ha. Nhưng mà cái nghĩa của get rid of là như vậy. Camper van. Đây là một cái xe mà hết sức là thú vị ha. Camper van, người ta có thể là chất những cái đồ mà cắm trại lên những cái xe này, bàn rồi lò nướng rồi ghế rồi súp chẳng hạn. Rồi ở trong, bên trong thì nó sẽ có là giường ngủ. Rồi đại khái đó, thì tất cả những cái mục đích mà người ta mua cái camper van này á, là để người ta có thể đi ngao du sơn thủy, đi cắm trại cho nó thuận tiện ha. Đó thì tại sao mà bà Gemmy, bà cố lại muốn get rid of cái camper van này, tại sao? Tại vì á, cái xe này nó đậu chán đường, trên cái đường mà đi xe của bà ha, in her driveway, đậu chán mất đường luôn, nó đậu parking. Người ta sẽ có những cái địa điểm để mà đậu xe và có tính phí ha. Parking, đây là cái park, đây là cái khu vực đậu xe, bãi đậu xe. Nhưng mà Uncle Gary á, thì lại đậu xe ở trước cửa nhà bà luôn, chán mất cái đường mà bà chạy, bà không có lấy xe bà chạy được mà 2 năm nay rồi. Ok, for the past 2 years driveway có nghĩa là cái đường cho xe chạy ha, driveway, cái đường để lái xe đi ra. Ví dụ như từ cái garage mà đi ra, muốn đi ra đường chính thì phải có một cái đường cho xe chạy. Nhưng mà chú Gary á, thì lại đậu xe ngay đó luôn, không có lấy xe đi đâu được. Rodeo cloud. Rồi, cloud là chú hề, còn cái rodeo là một cái chú hề đặc biệt. Chú hề này có khả năng cưỡi ngựa và làm việc ở trong rạp xiếc để mà mua vui cho khán giả. Không biết tại sao mà Uncle Gary nè lại muốn rũ bỏ hết tất cả để mà run off to work, để mà chạy đi làm việc và làm một cái công việc gọi là mua vui cho thiên hạ, là làm một chú hề. Thì đó là một câu chuyện mình có thể là được tìm hiểu thêm, biết sâu hơn khi mà mình đọc trọn bộ Wimpy Kid ha. Clean up Uncle Gary's messes. Rồi, bố
At first, Dad was mad because his own ways clean up Uncle Gary's messes. Đầu tiên là bố là cảm thấy là rất là bực bội ha, khó chịu, bực mình. Mad, get mad, was mad. Tại vì lúc nào bố cũng phải clean up cái mess của chú Gary hết. Mess đó là những cái sự bừa bộn, những cái vấn đề rối rắm ha. Giống như là dọn rác, nó có nghĩa là dọn rác á. Thì ý ở đây khi mà mình clean up someone mess có nghĩa là mình giúp ai đó giải quyết cái vấn đề, nhưng mà thật sự là mình không có thích mấy cái đó ha. Mình không có thích cái công việc đó. Ví dụ như một số cái người mà gọi là kế toán đi chẳng hạn, kế toán mới mà đi nhận việc một cái công ty mới, rồi mấy người đó thường là họ hay chê bai cái người kế toán cũ là họ phải đi dọn rác cho người kế toán cũ. Đại khái là một cái tâm thế nó rất là bực bội, bức bối như vậy ha. Và the solution giải pháp, the solution là giải pháp. Rồi, giải pháp thì giống như là mình sẽ cùng nghĩ ra một cái cách thức nào đó để mà giải quyết cái vấn đề ha, thì nó gọi là cái giải pháp. Cái cách thức để giải quyết vấn đề thì gọi là giải pháp. Mom said the reason holidays are so expensive is because staying in hotels and eating at restaurants costs a lot of money. Rồi, expensive có nghĩa là nhiều tiền ha. Expensive nó là một tính từ, nó đi với động từ to be. Còn a lot of money, nhiều tiền, nó là danh từ và nó đi với cái động từ là cost ha, nó tiêu tốn nhiều tiền, có nghĩa là nó mắc tiền. Okay. Take care of both là chăm sóc cả hai. Take care nó sẽ giải quyết được cả hai. Ở đây thường cái chữ take care nó có nghĩa là chăm sóc người bệnh chẳng hạn, hoặc là mẹ chăm sóc con chẳng hạn. Nhưng mà ở đây ý á, là họ đang lo lắng về cái sự mà đắt đỏ, phải tốn nhiều tiền cho khách sạn lẫn nhà hàng. Thì bây giờ là cái camper van của Uncle Gary là có thể giải quyết được ha. Ở đây thì nó sẽ không có nghĩa là chăm sóc, mà nó có nghĩa là solve, là giải quyết được cả hai vấn đề mà họ đang phải bận tâm. Take care of both those things. Và we could cook for ourselves. Cook for someone có nghĩa là mình có thể nấu ăn được cho ai đó. Ví dụ như là the brother cooks for his younger sister. Là cái cậu anh trai thì nấu ăn cho đứa em gái của mình. Còn cái cook for ourselves hoặc là myself là làm cho chính bản thân mình ha. Cho chúng tôi hoặc là cho myself là cho chính tôi. Tôi tự nấu ăn. Get out of nó giống như là get rid of vậy đó, là thoát khỏi đó ha. Hoặc là mình có thể nói là get out of here. Get out of here thì mình trong cái trường hợp đó là thí dụ như mà mình nói với nhau get out of here thì là chuồn khỏi đây thôi, chạy khỏi đây thôi. Còn cái mà ai đó mà nói với mình á, get out of here có nghĩa là người đó nói mình là đuổi mình đi, đi chỗ khác đi. Get out of here. Third time of reading, now read and answer the questions all together. What is Greg's suggestion when his family could not settle on an idea? And why mom doesn't agree with Greg? Since my family couldn't settle on anything, I suggested we go on our own holidays and do a slideshow of everyone's trips when we get back. Mom said the whole point of being on a family holiday is to do things together. She says that one day us kids are gonna go our separate ways and time's running out to make happy memories as a family.
But believe me, for this family to make happy memories together, it's gonna take a miracle. The first question. Cái đề nghị của Greg, khi mà gia đình không thể đồng ý với nhau, đồng thuận với nhau cho một cái ý tưởng là gì vậy? He just suggests that every family member should go on their own holiday and share to the others later when they get back. Và Mom doesn't agree. Nên tại sao Mom không có đồng ý? She thought the whole point of being on a family holiday is to do things together. What would become the solution for Greg's family holiday? And what happened to Uncle Gary? Monday, we family figured out a way we could afford to go on a family holiday this summer. On Saturday night, my great-grandmother gave me, called Dad and asked if he could get rid of Uncle Gary's camper van, which has been parked in her driveway for the past 2 years. Apparently, Uncle Gary ran off to work as a rodeo clown, and she doesn't think he's coming back anytime soon. At first, Dad was mad because he's always cleaning up Uncle Gary's messes, but Mom said the camper van was the solution of our holiday problems. Right. Cái gì mà nó trở thành cái cứu cánh, cái giải pháp cho gia đình của Greg trong cái kỳ nghỉ này vậy? There was a camper van of Uncle Gary in front of great-grandmother Gammy's driveway. Và điều gì xảy ra với với chú Gary vậy? Nothing. He just merely ran off to work as a rodeo clown and would not be back soon. Không có gì hết. Ha? Chú chỉ là chuồn đi để mà làm đi làm việc với cái vai trò là một chú hề cưỡi ngựa và có thể là sẽ không có trở lại sớm đâu. Why did the camper van become a brilliant solution? And how did the boys think about this idea? Mom said the reason holidays are so expensive is because staying in hotels and eating at restaurants costs a lot of money. She said the camper van would take care of both those things. Then Dad started getting excited. He said we could hit the open road and stop for the night whenever we felt like it, and we could cook for ourselves too. All I know is me and my brothers were so happy for the chance to get out of Grandma's basement that we probably would have agreed to anything. Tại sao mà cái chiếc xe tải cắm trại của Uncle Gary lại trở thành một cái giải pháp sáng giá vậy? Brilliant solution. The camper van can solve both expense issues, hotel and restaurant. Cái chiếc xe tải đó nó có thể là giải quyết được cả hai cái vấn đề về chi tiêu, expense issues là khách sạn và nhà hàng. Và tại sao mà mấy đứa trẻ, mấy thằng bé nó nghĩ là mấy thằng bé này nó nghĩ sao về cái ý tưởng này vậy? How là nghĩ sao về. They were so happy that they would have agreed to anything. Tụi nó vui quá tới độ mà tụi nó đáng lẽ ra đã đồng ý với tất cả mọi thứ ha. Cái gì cũng được hết, miễn là đi ra khỏi nhà thôi.
Keep an eye reading time and train yourself. Don't give up. See you later. Have a nice day.